Thành phố Sông Công hiện có trên 500 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động với hàng chục nghìn lao động. Bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện tốt việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động, qua giả soát, hiện nay trên địa bàn thành phố còn gần 100 doanh nghiệp chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động. Để bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, Chiều ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động. Tại đây, các đại biểu đã được nghe Bảo hiểm xã hội thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản về luật bảo hiểm xã hội năm 2014, hướng dẫn cách làm hồ sơ, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với người lao động, quyền lợi chế độ của người lao động khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, một số nội dung về xử lý các hành vi vi phạm luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vân vân dự và phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thị minh xuân phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu bảo hiểm xã hội thành phố cần chủ động phối hợp cùng cơ quan thuế ra soát tại một số doanh nghiệp đang hoạt động mà chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động tăng cường kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật